Hiện tại, làn sóng người Việt Nam sang Nhật làm việc và học tập ngày càng tăng. Cùng với đó, những vụ việc liên quan đến người Việt tại Nhật cũng tăng lên, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Và ngay sau đây là cuộc trò chuyện của phóng viên bản tin Người Việt Nam Châu với ông Lê Hùng, Giám đốc công ty dịch vụ 1080 Japan Nhật Bản về vấn đề này. Chào ông Lê Hùng, rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi được biết là ông cũng đã có trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dành cho các lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Vậy thì cái vấn đề mà lao động Việt Nam tại Nhật Bản gặp phải nhiều nhất là gì? Cái khó nhất của người Việt Nam khi mà sang Nhật đó là cái tính gọi là nguyên tắc, cái tính làm việc theo nhóm. Thì người Nhật thì họ đã phát triển được cái làm việc theo nhóm này từ rất là sớm. Thế còn người Việt Nam thì chúng ta thì nếu mà tách từng cá nhân ra thì rất là xuất sắc. Thế nhưng khi mà gộp lại thành một nhóm thì thường là cái sự tuân thủ rồi cái sự thỏa thuận về cách làm ấy thì lại 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 không có được trơn tru cho lắm. Thì chính vì cái điều này thì khi mà một cá nhân người Việt Nam dù có tốt và dù có chăm chỉ, dù có cố gắng nhưng khi đi sang Nhật, đi vào một cái nhóm mà nó lại vô cùng khắt khe, nó gây ra một cái cú sốc văn hóa. Và chính vì cái sự khác biệt đấy, nó đã dẫn đến cái sự xung đột về suy nghĩ trong công việc. Liệu đây có phải là lý do chính khiến cho hình ảnh của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang xấu dần đi trong những năm trở lại đây? Tôi nghĩ rằng là rõ ràng ấy là khi chúng ta có sự gọi là chưa được hòa hợp, nó chưa được gọi là hòa nhập về văn hóa mà nó một cách nó nhuần nhuyễn, thì có thể rằng là các bạn đi sang đây lao động, đi sang đây đi học sẽ phát sinh ra những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận khác và rất là dễ dẫn đến cho các bạn ấy những cái hành vi nó sai lầm. Theo như chúng tôi đang sống ở Nhật thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ nó không phải là quá nhiều. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm khắc và thẳng thắn hơn đối với trách nhiệm của các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam và cả các nghiệp đoàn ở Nhật Bản nữa. Và theo như tôi được biết thì bắt đầu từ năm 2005 và đến đầu năm 2006 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã thắt chặt rất là nhiều, đã có rất nhiều các công ty đã bị tước cái giấy phép phái cử người lao động. Tiếp theo là những công ty mà đã chăm sóc nhưng chăm sóc chưa có tốt thì đã được nhắc nhở rất là nhiều. Ngoài ra thì về phía Nhật, Cục Quản lý Người Lao động Ngoài nước cũng như là những cái nghiệp đoàn kết hợp với công ty ở bên Việt Nam thì gần đây cũng đã bị thắt chặt quản lý rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi.